ô nuôi nó ngà mắc khảm nhá, nuôi nó nuôi thì khó không? Ta mình nhỏ hơn nhiều xí xe ngà mắc khảm đấy, mình chỉ sẽ hậu lớn mà đấy chỉ thế đấy chỉ thế, rồi loại gì bộ chả đi mua kẹt. Hello, mày bảo là nó mua xe à? Hello. Bên nhà vô tiếp mình nói này, cho bên nhà này tiếp thằng gì cơ đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sẽ con bỏ. Ừ. Sao sắp vào trong đó? Khi nhỉ? Ừ. Áo nó mà. Tôi chạy tôi lòng cô tôi vô tôi lòng cô nã. Ừ. Nhà lúc tôi có vô sao? รถนะน้องcùng với phan gì thế nè.
cản tàu tiết chứ lúc ngàn nọ. Trong ngày mắc khảm, tôi mắc khảm nó thì em chế đó mà chuyên dưới cô lửa đó có xoay trong lũ đi lì đó thì lúc ngàn nó kiếm mấy đâu đó xong với bảo đã tuân chỉ đoạn văn bài.